Illinois. Giống chó mà những cái người chơi chó huấn luyện hầu hết là chọn. Trần Xuân Đạt này thì là một cái người huấn luyện chó lâu năm rồi. Thần thái là mọi thứ là tự tin, không có e ngại gì, thi nhiều lần lắm rồi. Thần thái rất là bội lạnh lùng. Nhìn phong cách của như con chó này nó được tập kỹ rồi. Hai năm nghỉ dịch, không có cuộc thi. Năm nay quay lại. Xong phần không dây, đến phần thi không dây. Ferret Australia Trần Xuân Đạt. Nghe tên con này thì chắc cũng là một con chó nhập. Thần thái rất lạnh lùng. Rất tốt, chưa có điểm trừ. Tốt. Hoàn thành là xong cái phần thi 9, hoàn thành được 90% phần thi, còn lại là phần 5%.